Hiện tại trong gia đình tôi đang có người bị mắc phải cái căn bệnh về vi khuẩn HP nên tôi rất là lo lắng về vấn đề này, và cho tôi muốn hỏi rằng là vi khuẩn HP nó lây qua con đường nào và làm như thế nào để tôi có thể phòng tránh được. Tôi xin cảm ơn. Theo như cái thống kê á thì nó có tới 70% người Việt bị nhiễm vi khuẩn HP, và vi khuẩn HP nó là một trong những cái nguyên nhân chính nó dẫn đến cái tình trạng mình bị viêm và loét dạ dày, tá tràng, đặc biệt là ung thư dạ dày. Thông thường á thì vi khuẩn HP nó sẽ lây lan qua các con đường như sau. Thứ nhất là nó lây qua đường miệng, thì đây nó là một trong những cái con đường mà lây bệnh chủ yếu của cái vi khuẩn HP. Thì cái loại vi khuẩn này nó có thể là nó lây do mình tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của người bị bệnh qua cái dịch dạ dày hoặc là răng miệng. Do đó, nếu như trong gia đình mà có người bị nhiễm khuẩn HP thì nguy cơ cao các thành viên khác trong gia đình cũng sẽ có người bị lây nhiễm vi khuẩn HP cao. Thứ hai là nó lây qua đường phân. Cái vi khuẩn HP này từ đường phân của cái người mà bị đào thải xuống dưới sông, xuống hồ, và sau đó thì nó sẽ nhiễm vào những cái nguồn nước, và nó cũng sẽ là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái bệnh nó lây lan rộng trong cái cộng đồng. Có một cái số người mà đang bị vi khuẩn HP mà mình đi nội soi họng á hoặc là mình nội soi dạ dày á thì có thể nó sẽ dẫn đến là nó lây lan cái nhiễm khuẩn HP của mình cho người khác. Như vậy thì chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ những cái dụng cụ mỗi lần mà chúng ta thăm khám, nó là điều rất là quan trọng. Một cái số cá nhân có những cái thói quen ăn những cái món đồ ăn sống này, món ăn tái chưa qua chế biến này, thường thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người ăn uống bình thường. Cho nên mình kết hợp cái việc là mình bổ sung trong cái trường hợp mình nếu như mà mình đã bị vi khuẩn HP, mình bị viêm loét dạ dày, mình có những cái hiện tượng mình ở hơi, mình nóng, mình rát cái dạ dày thì mình cần phải bổ sung thêm cái nano curcumin này. Nó hỗ trợ, nó làm cho chúng ta giảm các cái triệu chứng đau bụng, đau dạ dày, ợ chua và khó tiêu, đầy hơi do là cái bệnh dạ dày này và tá tràng nó gây ra. Nó hỗ trợ cho chúng ta làm lành và phục hồi nhanh chóng những cái vết loét và những cái vết tổn thương ở cái niêm mạc dạ dày của chúng ta.